hơn 1.800 con gia súc chết do giá rét. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ. Tổng thống Trump được Maroc trao giải thưởng cao quý. Washington tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức. Nhật ký trò chuyện của thành viên cánh tả đột nhập điện Capitol làm suy yếu các cáo buộc đối với Tổng thống Trump. Ông Tập yêu cầu cựu giám đốc điều hành của Starbucks giúp hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Trung. Tập 2 phim ngắn nam dược trị nam nhân. Kính thưa quý vị khán tính giả, đang theo dõi mục điểm tin trưa ngày 16 tháng 1 của Dekan TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Theo thống kê của nhà chức trách 11 tỉnh gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tính đến 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2021, thiệt hại do đợt giá rét vừa qua làm chết 1.882 con gia súc, gây thiệt hại lớn cho người dân, trong đó có 800 con trâu, 548 con bò, 80 lợn, 4 ngựa, 450 dê và 335 con gia cầm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 16 đến ngày 17 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có rét đậm, rét hại trở lại. Từ ngày 18 tháng 1, cường độ rét sẽ giảm dần. Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ USDA công bố kết luận điều tra xác định Việt Nam có hành động chính sách, cách làm can thiệp vào thị trường ngoại hối, tạo gánh nặng và hạn chế thương mại của Mỹ. Đây là một cuộc điều tra được USDA tuyên bố bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Theo USDA, trong quá trình điều tra, cơ quan này cũng tham vấn Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và chính sách tỷ giá ngoại hối của Việt Nam. Đại diện thương mại Mỹ Robert giờ được trích lời trong thông cáo của USDA nói rằng các hành động, chính sách và cách làm không công bằng góp phần làm giảm giá trị tiền tệ, gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ và cần phải được xếp xét. Tuy nhiên, USDA cho biết cơ quan này chưa đưa ra một hành động trừng phạt cụ thể nào đối với Việt Nam và sẽ tiếp tục đánh giá các lựa chọn có sẵn. Tổng thống Donald Trump ngày 15 tháng 1 đã nhận được giải thưởng cao nhất từ Maroc vì công lao của ông trong việc thúc đẩy một thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và Maroc. Một quan chức cấp cao nói với hãng tin Reuters. Trong một buổi lễ riêng tại phòng bầu dục, công chúa Lala Jomala Alawi, đại sứ của Maroc tại Hoa Kỳ, đã trao cho Tổng thống Trump huân trường Muhammad, một giải thưởng chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia. Đó là một món quà từ vua Muhammad VI của Maroc cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc Jana Kuner và đặc phái viên Trung Đông Avi Bekowitz đã nhận được các giải thưởng khác cho công việc của họ trong thỏa thuận Israel-Maroc đạt được vào tháng 12. Hoa Kỳ trong 5 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đã làm trung gian cho các thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Sudan và Maroc. Reuters đưa tin, thủ đô Washington DC, Mỹ hôm 15 tháng 1 Tiếp tục tăng cường an ninh bằng cách đóng cửa các địa danh mang tính biểu tượng và xây dựng các trạm kiểm soát xe cộ tại một vành đai an ninh xung quanh trung tâm DC trước lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1. Dịch vụ Công viên Quốc gia ngày 15 tháng 1 cho biết, họ sẽ ngay lập tức đóng cửa National Mall và các địa danh mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ ở Washington cho du khách đến ít nhất là ngày 21 tháng 1. Trung tâm mua sắm bao gồm các địa danh như Đài tưởng niệm Lincoln và Đài tưởng niệm Washington, khu vực xung quanh tòa Bạch ốc cũng đã bị đóng cửa. Vì có một cây cầu quan trọng bắc qua sông Potomac nối với Virginia với Washington cũng như các công viên Potomac Đông và Tây bao gồm cả Hans Poigen Marsh. Martha Miller, người đứng đầu văn phòng hiện trường của cơ quan mật vụ Washington, nói với các phóng viên, chúng tôi không thể cho phép tái diễn tình trạng hỗn loạn và hoạt động bất hợp pháp mà Hoa Kỳ và thế giới đã chứng kiến vào tuần trước. Virginia sau đó thông báo sẽ đóng cửa một số cây cầu khác nối với tiểu bang thủ đô từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1. Maryland, tiểu bang còn lại giáp với Washington DC, đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến lễ nhậm chức. Các quan chức Mỹ cho biết họ kỳ vọng số lượng binh lính vệ binh quốc gia sẽ tăng thêm 25.000 người ở thủ đô, một con số có thể còn tăng hơn nữa. Trong khu vực đồi Capitol, những con phố thường đông đúc và tắc kẽn giao thông, phần lớn đã vắng tanh vào ngày 15 tháng 1. Cư dân được cảnh báo rằng những chiếc xe trong khu vực cấm sẽ phải ở đó cho đến sau lễ nhậm chức. Quốc hội Mỹ ngày 7 tháng 1 đã chứng nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Về phía tổng thống Trump, ông đã thông báo sẽ không tham gia lễ nhậm chức. John Sullivan, người sáng lập một nhóm hoạt động cánh tả thuộc phong trào Black Lives Matter, đã bị buộc tội xâm phạm Điện Capitol Hoa Kỳ và bản tuyên thệ của tòa án cho thấy anh ta hét lên Chúng ta phải đốt cái thứ chết tiệt này, mặc dù Sullivan tuyên bố anh ta chỉ ở đó để ghi hình. Bản tuyên thệ dài 18 trang Đề ngày 13 tháng 1 tại tòa án Colombia, Hoa Kỳ tiết lộ rằng Sullivan, bị cáo buộc đã kích động bạo lực bằng cách kêu lên, "Chúng ta phải đốt cái thứ chết tiệt này và đó là những kẻ khốn nạn trong nhà của chúng ta." Trong một lần anh ấy tương tác với những người khác trong video có thể nghe thấy Sullivan nói, "Chúng ta phải đốt cái thứ chết tiệt này đi." Vào những lúc khác, anh ta đang đi bộ qua Điện Capitol, có thể nghe thấy Sullivan nói, "Đó là những kẻ khốn nạn trong nhà của chúng ta." Theo bản tuyên thệ, các bức ảnh chụp màn hình được dân mạng lục lại và lan truyền sau khi Sullivan bị bắt được chụp từ một kênh trò chuyện trên phần mềm Dicos được cho là John Sullivan tổ chức cho thấy anh ta và những người bạn của mình đã thâm nhập vào cuộc biểu tình cứu nước Mỹ ngày 6 tháng 1 tại Washington DC. Kênh trò chuyện Dicos được cho là có liên kết với nhóm Isugan USA của Sullivan. Nhóm này được mô tả là thành lập một liên minh cầu vòng để đoàn kết tất cả mọi người dưới một biểu ngữ để đấu tranh giải phóng và tự do cho tất cả mọi người. Nhật ký cho chuyện chứng từ cáo buộc liên bang gần đây chống lại Sullivan lưu ý rằng anh ta không tham dự cuộc bạo động để báo cáo mà như một kẻ khiêu khích đặc vụ. Người được sử dụng cái tên là Jaden X đã đăng hình ảnh của mình trong một chiếc mũ Trump 2020 với chú thích tình báo phản công vào ngày 6 tháng 1. Sau cuộc bạo loạn, một người dùng Discord khác tiết lộ rằng họ đã cải trang thành những người ủng hộ Trump bằng cách đội mũ và mặc áo có phù hiệu của tổng thống. Những người dùng khác chẳng hạn như Detris thừa nhận một số lượng lớn những người chống Trump đã xông vào điện Capitol. Thông tin này làm suy yếu nghiêm trọng tuyên bố của Đảng Dân Chủ rằng Tổng thống Trump đã kích động bạo loạn tại điện Capitol và những người ủng hộ ông phải chịu trách nhiệm về các hành động vào ngày 6 tháng 1. Giới Apple Time đưa tin, Tổng thống Mexico Obrador hôm 14 tháng 1 đã công khai cam kết dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại sự kiểm duyệt của Big Tech sau khi họ đã bịt miệng Tổng thống Donald Trump và tiếng nói của những người cánh hữu Tổng thống Obrador cho biết, ông đang liên hệ với các chính phủ khác. Ông chỉ trích quyền lực mà các công ty Big Tech đang sử dụng và nói rằng họ không thể kìm hãm quyền tự do ngôn luận. Ông Obrador nói, tôi có thể nói với các bạn rằng, tại cuộc họp G20 đầu tiên mà chúng tôi có, tôi sẽ đưa ra một đề xuất về vấn đề này. Ông cũng lưu ý, mạng xã hội không nên được sử dụng để kích động bạo lực. Và tất cả những điều đó, những điều này không thể được sử dụng như một cái cớ để đình chỉ quyền tự do ngôn luận. Tổng thống Mexico nhấn mạnh, làm thế nào mà một công ty có thể Hoạt động như thể nó là tất cả toàn năng như một loại tòa án dị giáo Tây Ban Nha về những gì được thể hiện. Hiện nhiều người dùng đang tẩy chay Twitter, Facebook và các nền tảng khác để chuyển sang các mạng xã hội tôn trọng tự do như Gab, Telegram, Snapchat. Reuters đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới vào thứ Bảy 16 tháng 1, khi quốc gia hơn 1,3 tỷ dân này cố gắng kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bắt đầu bằng hai mũi vaccine được sản xuất trong nước. Vào ngày đầu tiên, khoảng 100 người sẽ được tiêm chủng tự nguyện tại mỗi trung tâm, trong số 3.006 trung tâm trên cả nước. Đây sẽ là chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới, bao gồm toàn bộ chiều dài và chiều rộng của đất nước, văn phòng của ông Modi cho biết trong một tuyên bố trong tuần này. Tuy nhiên, người dân sẽ không thể lựa chọn giữa vaccine của Đại học Oxford và AstraZeneca và vaccine của Bharat Biotech tự sản xuất trong nước. Cả hai loại này đều sản xuất tại Ấn Độ. Theo thống kê của Wondermeter, hơn 10,5 triệu người ở Ấn Độ đã bị nhiễm virus cúm Vũ Hán. Hơn 152.000 người trong số đó đã tử vong. Chính phủ Ấn Độ đã mua 11 triệu liều vaccine AstraZeneca COVID -cell do Viện Huyết Thanh của Ấn Độ sản xuất và 5,5 triệu liều Covaxin của Bharat Biotech. COVID có hiệu quả 72% theo cơ quan quản lý thuốc Ấn Độ trong kỳ Bharat Biotech cho kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của Covaxin dự kiến công bố vào tháng 3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang yêu cầu cựu giám đốc điều hành Howard Schultz của Starbucks giúp hàn gắn mối quan hệ Mỹ Trung trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Theo Taiwan News, lá thư của ông Tập gửi cho ông Schultz, được Tân Hoa Xã đưa tin ngày 15 tháng 1, là một cuộc liên lạc trực tiếp hiếm hoi từ nhà lãnh đạo Trung Quốc với một nhân vật kinh doanh nước ngoài, bức thư không được công bố công khai. Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập viết thư cho ông Schultz để khuyến khích ông và Starbucks tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Trung Mỹ và sự phát triển của quan hệ song phương. Các nhà kinh tế và phân tích chính trị cho rằng ông Joe Biden, người dự kiến nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, có khả năng đang cố gắng khôi phục hợp tác với chính quyền Bắc Kinh. Ông Schultz từng là giám đốc điều hành của Starbucks cho đến năm 2017 và chủ tịch cho đến năm 2018. Starbucks cho biết họ có hơn 4.700 cửa hàng và 58.000 nhân viên tại hầu hết 190 thành phố của Trung Quốc. Bài thế là và các bạn bao lâu, lâu bà trình, lên rừng lấy thuốc lần bà? Cùng xem lại à, hai tập phim ngắn. Ở đây giờ, bà cứ cho nhắn, trong câu chuyện anh một Giao, tuần thứ bảy bà lên một tìm học một ngày trên rừng tìm cách chữa bệnh cho bà và cho các con cháu nó đi thứ nhất là thuốc đã từng buôn ba tìm học nhiều phương Hai nữa mình phải dạy nó để nó chủ yếu là thuốc nam bệnh cho người nam của tĩnh. Trong tập phim này chúng ta cùng theo chân Asan leo núi Ba Vì và rừng tìm cây thuốc tập 2. Vâng, bây giờ đang đang có cái bệnh này có muốn hỏi bà là à. có cái cây nào mà nó đi qua cái bệnh xương khớp mà chỉ con nhá. Đấy. À. Thế vào rừng rồi cứ cứ um, nhiều cây thuốc nhiều cây nào cũng là thuốc à? Oh, có cây nào cũng thuốc nhưng mà các cụ truyền cho mình cây nào mình lấy cái đấy thôi. À, thế à? Nó cũng phải có cây có vị của nó. Chứ vâng, và đúng rồi. Nhưng mà được hái được một số rồi đây này. Đây nhiều lắm cho vào. Đây chủ yếu lấy về để cho đây đưa anh đi học thuốc thì lấy thế này thôi. Vâng. Mỗi một thứ để cho anh lấy để anh học anh biết là cây này nó chữa cái bệnh gì, cây này chữa bệnh gì thôi. Vâng, cái ví dụ. Còn hôm nào thì... mà lấy thì còn phải đi. Cái làm to. Oh, làm cái gùi to đúng rồi. <laughs> Đấy, các cái vâng. đây, các cái củ này nó chữa về đau lưng này, thoái hóa đốt sống cổ, sống lưng này, thoát vệ đi đệm nhưng mà tóm lại là không phải riêng cái củ này mà nó là tổng hợp. À, nhiều loại thuốc thì mới à. chữa được nhưng mà trong đó là có củ này là muốn giới thiệu cho anh Đấy. để anh biết được là đi đâu mà có cái củ này thì anh biết là nó nó chữa được cái vấn bệnh như thế để cho biết được thế còn những cái bệnh như kiểu viêm đa khớp thì tê tê thấp không vâng. viêm đa khớp viêm đa khớp để anh cứ dùng những cây này viêm đa khớp là phải dùng cái cây mát mà uống cây à. tiêu à. viêm tức là nó tiêu mà nó viêm đa khớp là khớp là nó hay sưng nó hay nhức mình ừ. phải dùng cái cây tiêu những cái cây thuốc này này phong rồi tê thấp, phong phong tê thấp, thì... thấp này tất cả mình hàn dùng những hàn cái đấy. thể hàn là mình dùng có cả cái này nhưng mà nhiều nhiều vị lắm nhiều vị vâng đây của cái à. bài những cái cây đấy. thuốc như đây này như thế này này cái, cái, mà cái này. nó bị đơn. cây này á à. gọi cây đơn cây đơn, à. cây đơn để mình chữa vì cây vấn đề nó đau nhức ở các cái khớp mà nó sưng vù ấy uống vào để cho nó tiêu nó tiêu cái dịch đi thì nó mới khỏi được đau nhức Ờ à. ừ. nó không tiêu được cái dịch là nó vẫn nhức, nó vẫn đau, nó vẫn sưng là lúc không bao giờ nó khỏi, bao giờ phải hết cái sưng, hết cái 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 ở trên này gọi là cái dịch ấy thì nó mới khỏi nhức. Thế trường mà một khô khớp, khô khớp thì mình khô khớp là mình phải bổ vào. Vâng, bổ Tức vào. là mình bổ vào nó khô khớp là nó hay lộc cọc. Ờ. À. Ừ, nó hay kêu lộc cọc mình phải lấy cái thuốc bổ uống bổ vào lại nó khỏi khô khớp Ví dụ ví dụ cái, 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 cái lá nào cũng vẫy củ này à? hay là Vâng, cái lá đây. À cái là cái lá lá đây này lá lá, ừ đây, à. cái này đây, nó chữa viêm này viêm, Đó, này. Chữa viêm này. tạo chất nhờn cho khớp, à. tạo chất nhờn cho khớp, khớp liên tục đấy này, là cái này kèm vào, mình phải đi nhiều mới nhớ được nhờ, đang thấy nhờ, đấy gọi là lấy để cho anh biết được chỉ thôi, chỉ dẫn à. để cho anh học thuốc thôi còn à, cái, những cái bài thuốc đau nhức xương khớp thì nhiều vị nhất là là vấn đề đau lưng xương khớp, à nhiều vị nhất là bao nhiêu vị ạ? À? Ô, nhiều lắm tính ra thì nhiều lắm à. hàng trăm vị nhưng mà à. hàng trăm vị thuốc nhưng mà nó là ví dụ như là đau thái hóa thì mình cho cái vị này này đau lưng mình cho cái vị này này tổng hợp nó tổng hợp là đau lưng xương khớp thì mình cho nhiều nhưng mà à, rút cục lại là những cái là quân thần tá sứ cái nào mình dùng để chữa tất cả như là khớp là mình cho những cái thân tá sử ta quân thân vào đấy để cho cái bệnh chủ chủ vị nhất là mình phải cho nhiều. Đấy. Nhưng mà ngoài cái vị thuốc thì còn cái thời gian lấy thuốc cái 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 cái, cái, cái về cái ngày tuổi của cây các thứ thì mình có phải chú ý không? À có cây cây ngày tuổi thì tức là mình toan là lấy những cây già, cây già là nó tuyệt vời hơn. À Thật cứ lấy cây rừng già như thế này là chữa cái bệnh nào nó cũng khỏi bệnh đấy à. nhưng mà lấy cái 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 cây mà nó non tuổi quá thì uống nó cũng không nó cũng có được nhưng mà nó không hiệu nghiệm bằng những cái cây lá già cây già người xưa người ta còn nói đi sáng sớm mà lúc xương ấy thì à, à sáng sớm là các cụ có truyền thế này ví dụ như lấy về cái vấn đề lá hôm nào lấy những cái cây lá về chữa bệnh à, gì về như dị ứng các thứ là mình phải đi sớm để lấy 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 uh, chặt những cái cây nó có lá à. thế này à, anh sáng ơi cái thuốc đây này đây 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 cái cây này chữa về về hút đây này chữa bệnh đây này đấy mình chặt vừa vừa thôi để để lại vâng à. đây còn để lại cho nó mọc Thế là đi, đi núi thì quá ra leo núi để dễ mà xuống thì khó nhỉ? À, xuống nó đó... <laughs> À, xuống nó nó trơn đấy nhá, trơn đấy nhá, rêu nhá Cẩn thận đấy nhá, không có ngã là gãy răng đấy Các bạn thân mến Chúng ta đang ở trong cái series phim Nam Dược Trị Nam Nhân à, Hôm nay chúng ta đã vừa nói đến cái bệnh xương khớp đấy Cái bệnh xương khớp ấy, thì đối với người già mà nói cái phương pháp trị liệu khá là đơn giản Ngoài thì chúng ta có thể xoa bóp bằng các cái nước ngầm lá thế này Ở trong thì chúng ta có thể uống cái pha cái cao này ra có thể là ngâm rượu hay là ngâm nước uống tùy tùy người phải nói là khá là đơn giản từ những cái bệnh mà đau nhức mỏi chân tay đầu gối cho đến những cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ đốt sống lưng tất cả những cái gì thuộc về xương khớp chúng ta đều có thể dùng cái bài thuốc đơn giản như thế này phải nói đó chính là cái điểm kỳ diệu của thuốc nam với những cây cỏ đơn giản xung quanh chúng ta mà chúng ta có thể trị liệu cho những bệnh mà phải phải nói là khá là hóc búa đối với tây khá là nan giải trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ dần dần đi tìm hiểu tiếp các cái bệnh khác ở trong cái series phim nam dược trị nam nhân hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Bản tin trưa ngày 16 tháng 1 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.